TripAdvisor vừa công bố danh sách 25 điểm du lịch được yêu thích nhất châu Á dựa trên bình chọn của du khách từ khắp nơi trên thế giới. Địa đạo Củ Chi của Việt Nam vinh dự góp mặt trong danh sách này. Địa đạo Củ Chi hình thành trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp khoảng năm 1948. Hệ thống địa đạo được xây dựng sớm nhất tại hai xã Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An. Tên gọi Địa đạo Củ Chi cũng xuất hiện từ đó. Đến với Địa đạo Củ Chi, du khách sẽ có cơ hội tham quan và chiêm ngưỡng các hiện vật lịch sử, đồng thời tìm hiểu thêm về những câu chuyện gắn liền với khu di tích từ những ngày đầu hình thành đây là một hành trình khám phá đầy hấp dẫn đưa du khách trở về quá khứ để cảm nhận sâu sắc về cuộc sống chiến đấu của quân và dân ta trong thời kỳ kháng chiến không chỉ du khách việt nam mà cả những du khách nước ngoài cũng vô cùng thích thú trước trải nghiệm sống dưới lòng đất tại địa đạo củ chi nhiều khách du lịch nước ngoài nhận xét rằng đây không chỉ là một chuyến tham quan mà còn là một hành trình học hỏi và trân trọng những giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc việt nam Công trình địa đạo Củ Chi đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt vào tháng 12 năm 2015. Đến năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa Thể thao phối hợp với các cơ quan liên quan để chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO nhằm công nhận địa đạo Củ Chi là di sản thế giới.